Xe Spark tập lái đây. Các bác ơi, một chiếc xe 2008 em vừa về nhé. Bên em vừa về một chiếc xe Spark 208 số sàn tư nhân màu vàng chanh. Đó, một chiếc xe thì sạch sẽ đẹp đẽ hết rồi. Các bác ạ, sạch sẽ đẹp đẽ hết rồi nhé. Ở bên em đợt này về cũng khá nhiều những dòng xe tập lái hoặc là nhỏ nhỏ gọn này. Matiz Spark có này, rồi Hyundai Getz, Kia Morning đầy đủ các bác nhé. Không thiếu luôn. Các bác chỉ cần có nhu cầu thôi thì bên em sẽ đáp ứng được nhu cầu các bác. Và chiếc xe Spark 208 này thì bên em đang chào bán cho các bác với giá là 78 triệu đồng. Một chiếc xe sạch sẽ gọn gàng hết rồi. Xe tư nhân biển 16 nhé. Đấy, biển mà biển 4 số này. Xe đẹp luôn, màu vàng chanh. Với chiếc xe Spark này thì các bác về đi lại cũng tiện, là nó gọn nhỏ. Gọn nhỏ, máy 0.8, ăn xăng ít. Đấy, ăn xăng rất ít luôn. Chạy cực ngon nhé. Với cái dòng xe Spark này ăn thì chạy sướng. Xe thì máy móc ngon, điều hòa vừa mới làm lại, cả một cái dàn điều hòa mất mấy triệu luôn. Các bác nhá, điều hòa mới làm lại mấy dàn, mát lạnh buốt luôn. Đăng kiểm mới còn dài, la răng sắt lốp láp cũng còn rất mới. Spark 208 nhá, mắt đèn mới còn sáng quắc luôn ạ nhá. Đấy, mắt đèn các bác nhỉ, nhìn mắt đèn sáng, đèn gầm đầy đủ này. Không thiếu gì. Đăng kiểm có đến tháng 9 2021 chứ cơ. Vâng ạ, trước này thì em đang quay chi tiết cho các bác nhé. Bên em chào bán với giá là 78 triệu đồng thôi. Các bác có thể nhìn xung quanh là biết ạ. Đây em sẽ quay chi tiết sâu hơn. Sơn si đẹp, nội ngoại thất ngon. Đây, nội thất đây ạ. Keo chỉ cũng còn rất nhiều nữa nhé. Đây là keo chỉ đây. Các bác có thể nhìn một chiếc xe Spark 208 thôi nhưng mà keo chỉ còn rất nhiều. Táp ly táp lô đẹp. Đấy. Kính chỉnh điện đầy đủ. Chiếc này cũng đã có màn hình rồi. Nội thất sạch sẽ này. Đấy, nội thất sạch sẽ và có màn hình rồi. Đây ạ, màn hình đấy các bác nhá, có màn hình rồi. Điều hòa mát luôn, máy ngon, chạy khỏe. Spark 208. Đấy, keo chỉ này, các bác nhìn keo chỉ này, nó còn rất nhiều luôn ạ. Các bác nhá. Keo chỉ của này còn rất nhiều luôn, gần như là nó không mất keo chỉ mấy. Xe chạy khá là ok. Nội thất, ngoại thất đẹp, rộng rãi. Đấy, và hơn 70 triệu, 78 triệu đồng. Các bác có nhu cầu thì alo trực tiếp cho em nhé. Mắt đèn đây, các bác nhìn mắt đèn này còn sáng này, trong vắt này. Đấy, sáng và trong vắt luôn. Đây ạ, đấy, sáng và trong vắt luôn này. Rất là tiện luôn. Xe Spark thì nó là một cái dòng xe nhỏ gọn tập lái rồi. Bên em Matiz Spark thì rất nhiều luôn, có tới gần chục con. Đấy, các bác đang có nhu cầu nhé. Chiếc nào hợp với túi tiền các bác thì các bác alo thôi. Trong thời điểm này bên em vẫn hỗ trợ giao xe các bác nhé. Hỗ trợ giao xe tận nhà hoặc là đánh xe tận nhà cho các bác xem. Spark 208 màu vàng chanh, màu này cũng khá đẹp đấy ạ. Màu trầm vàng chanh nhìn nó rất là óng ả luôn. Dán tem thể thao đẹp hết rồi. Dán tem thể thao đẹp hết rồi nhá. Cánh trước đây ạ, đây, táp ly đây. Táp lô táp ly thì keo chỉ vẫn còn nhiều các bác nhá. Một chiếc xe Spark thì nó cũng không có gì cao xa cả đâu, nó chỉ là cái dòng xe tập lái thôi. Đấy, dòng xe chỉ có vài chục triệu thôi các bác nhá. Các bác có nhu cầu mua dòng xe vài chục triệu, vài tập lái vài chục triệu thì bên em có nhiều nhá. Cứ loại Matiz Spark rồi thì Kia Morning Getz rất nhiều luôn. Từ 4-50 triệu cho đến hơn 100, 200, 300, 700. Đấy, đăng kiểm còn đến tháng 9 2021 luôn nhá. Tháng 9 21. Form rất đẹp, sơn si lượng có rất đẹp các bác nhá. Mắt đèn sáng. Đấy, và em sẽ lổ máy cho các bác xem một chút nhá. Máy chiếc này này. Vâng, các bác ơi, máy của chiếc Spark 2008 đây. Đấy, mắt đèn thì vừa rồi mới thay hai mắt mới rồi. Bởi vì mắt đèn là cũ nó ố vàng, thay mới cho các bác nhá. Đấy, thay mới cho các bác luôn này, sáng quắc luôn này. Những cái dòng xe cũ này cứ thay được cái gì là tốt đấy các bác ạ. Răng rất đẹp này. Đấy, răng rất đẹp nhá, không bị đâm đụng nhỉ. Máy móc thì khô ráo và ngon. Máy giáo khô giáo ngon lắm nhá, chạy ok luôn. Đấy, các bác đang có nhu cầu mua Spark vài chục triệu hoặc là Matiz vài chục triệu, bên em rất nhiều nhá. Các bác có nhu cầu cứ đến bên em tại Lam Trung, Nam Sách, thành phố Hải Dương. Hoặc là các bác cứ gọi cho em theo số điện thoại 0789 323 799, là sẽ có xe ngon, xe đẹp luôn ạ. Các bác nhá. Chỉ có vài chục triệu thôi nhưng mà đầy đủ hết các bác ạ. Đấy, đèn gầm ở nước sáng quắc này. Đèn róm đẹp sáng và sơn si đẹp, nội ngoại thất đẹp. Đăng kiểm đến tháng 9 2021 và la răng sắt thôi. Nhưng mà lốp láp thì còn ok. Đấy nhá, nội ngoại thất đẹp ok luôn. Đấy, các bác đang có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho em những chiếc xe như thế này.
Và bên em thì đang bán xe tại Lam Trung Nam Sách, thành phố Hải Dương. Coi nhá, Lam Trung Nam Sách, thành phố Hải Dương. Các bác đang có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho em. Vâng, em xin chào nhá, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.